Cô đi mấy người ạ? Anh cho em hỏi là ở đây có tuyển nhân viên không anh? Cô đến xin việc hả? Dạ, có được không ạ? Mời cô đi theo tôi. Cảm ơn anh. Alo, anh Nam hả? Em mới phát hiện ra hình như con Thu nó đã bao giờ có tiệm tóc. Hiện bây giờ nó đang chỉ có một nhà hàng. Còn con Mận á thì em chưa thấy. Em nghĩ là chắc nó vẫn còn đang làm cái tiệm tóc. Dạ, em hiểu rồi. Dạ. Alo. Ủa, Phước hả? Tình hình sao rồi? Sao? Phước lên thành phố rồi hả? Sao không báo làng biết trước? Trời đất, bất ngờ không biết làm gì nữa. Ủa, chứ rồi Phước đang ở đâu? Ủa, thì không vậy? À, thế rồi, chị Lan chút nha. Ê Lan, ừ? Bồ bà ở dưới quê lên hả? Đâu có đâu, bộ gì mà buồn. Bạn thôi. Nè, không phải bồ thì giới thiệu cho tôi đi. Tụi tôi đang ê sắc ế nè, buồn thấy mồ à. Bà này, bà cứ chọc quê nó không à? Nếu bà thích á, thì tôi sẽ làm mai cho. Thiệt không đó? Thiệt. Thôi tôi đi nha. Ừ. Bye bye mấy bà. Ê, sao không vào Ủa? mà gọi điện thoại đến đây làm gì? Thôi, trong đó toàn là con gái không mà. Vô trọng trong lúc mà người ta đang thay đồ nữa. Mắt ông không đuôi cũng bị nhắm mắt á. Tưởng thế lắm chứ, bày đặt làm bộ nữa. Không, không có đâu à nha. Trai quê người ta trông trắng lắm á. Con trai nhèo nhẻo á. Thì gớm quá đi. Thôi, để lại một chút, đang vô thay đồ nha. Ừ. Đưa ba lô đây, đang cất chưa? Để Cứ chút chờ nha. nhé. Ok. Alo, Chuột à, tao đang ngồi uống cà phê với mấy em chân dài. Không sao đâu, mày nói đi. Sao? Nó học đại học mỹ thuật hả? Mày có chắc không? Ok, hiểu rồi. Có gì thì tao sẽ gọi lại sau nha. Mấy em nó đang ngồi cũng ly uống với tao nè. Vậy thôi nha. Để xem ở cái đất này tụi bay có thoát khỏi tay tao không. Nếu không rửa được cái hận, mày bỏ xứ mà đi như một cháu quan, tao thề chết không toàn thay. Bữa nay rằm nè, cứ chỉ là cái chùa ăn đi. Chùa này nấu ra cây ngon nổi tiếng luôn á. Cứ có ăn được đồ chay không? Bây giờ mình ăn chay cho đã. Mới bố á, cũng mạnh rồi đó. Ăn chay khó lắm rồi nha. Bước giỡn mà. Ủa, bà là thích ăn chay hồi nào vậy? Từ hồi mà Lan lên đại học, mỗi khi cần suy nghĩ chuyện gì, Lan thì đã chịu cầu nguyện ở ngoài đường. Chịu ồn à, vì náo gì đó. Thì bước đó là bước đó vậy thôi. Chí bước là bước không có thích đi vũ trường luôn á. Tại Lan không á. Có lẽ là mình đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày rằm. Con là Nguyễn Thị Thùy Dung, thành kính pháp hương cầu xin Phật Tổ và Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát cùng các chư vị thần linh phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi. Nếu như những việc làm trước đây của con là gieo nhân gặp quả, xui khiến cho con phải trôi dạt như thế này, thì con chỉ cầu xin cho con sớm được bình yên. Con nguyện sẽ niệm Phật, ăn chay mỗi tháng 2 lần vào ngày rằm và mùng 1 cho đến suốt đời. Nam Mô A Di Đà Phật.
tới rồi nè. Ủa chị Dung. Lan Lan, chị Dung nè Lan, chị Dung nè. Không ngờ chị cũng lên thành phố rồi hả? Ừ, còn nhiều chuyện không ngờ nữa phải không? Bước, bước vô lễ Phật trước đi. Dạ, em vô. Dạ. Lan hận tôi lắm đúng không? Không chỉ riêng tôi, mà cả gia đình tôi, những người đã từng yêu quý chị đều... Nói tiếp đi. Cả gia đình đều hận tôi đúng không? Hay thật. Vậy Lan có biết trên cuộc đời này tôi hận nhất ai không? Đó chính là gia đình của cô đó. Nhưng tại vì sao? Tôi đã làm gì chị nè? Chị có biết là tôi đã từng yêu quý chị đến mức nào hay không hả? Còn hai tôi, anh đã đắc tội gì với chị hả? Mà chị can tâm phá nát hạnh phúc gia đình của tôi chứ. Đúng là Lan đã từng rất quý mến tôi. Anh Được cũng đã từng rất yêu tôi. Đáng ra tôi không có lý do gì để hận Lan và anh Được cả. Ngay cả lúc này đây, sau tất cả mọi chuyện, tôi vẫn rất là quý mến hai người. Tôi vẫn rất quý trọng ông nội và thím Quỳnh nữa. Điều mà tôi cảm thấy đau đớn nhất, đó chính là đã làm tổn thương họ. Nhưng mà nếu như mà cô nói gia đình cô không làm điều gì đắc tội với tôi thì không thể nào chấp nhận được. Nếu cô tách ba cô ra khỏi gia đình cô là một sự ngụy biện. Đối với cô, gia đình cô, hay nói chính xác là gia đình chúng ta, thì ông ấy đại diện cho tất cả. Cô lớn giọng lên án tôi đã phá nát gia đình của cô. Vậy thì cô có dám to tiếng với người cô gọi là ba, người đã phá nát cuộc đời tôi hay không? Chị... Thôi, đây là chốn thanh tịnh. Tôi cũng vừa lễ Phật, cầu xin sự bình yên xong. Cho nên là tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. À, mà chắc Lan cũng đã biết rồi. Trước khi ra đi, tôi đã gửi đơn ly dị cho anh Được. Như vậy có nghĩa là bây giờ chúng ta không còn là chị em trong nhà nữa. Từ bây giờ nếu có gặp nhau thì chúng ta coi nhau như là người dân. Thích thì chào, còn không thì thôi, chẳng sao cả. Thôi, chào Lan. Tôi sẽ cầu Phật cho Lan và Phước được hạnh phúc. Chị về rồi đó hả? Chị có mua một ít đồ ăn trong này rồi, hai em cứ ăn đi. Dạ. Đi. Từ từ thôi. Chào chị. Em xin lỗi chị. Em có lỗi, mong chị tha thứ. Thực ra em không nên làm cho chị buồn. À, hôm nay là ngày rằm, em vừa đi chùa về, em có mua một ít đồ chay cho cả mấy chị em. Đây là tấm lòng thành của em. Em muốn ăn cùng với mọi người một bữa cơm chay để chia tay, hoặc là tiếp tục tùy theo quyết định của chị. Em đã trải qua nhiều đau khổ rồi. Bây giờ trong lòng em rất là bình yên. Em trở lại đây, vì đây chính là nơi cho em sự bình yên đó. Ai cũng đói bụng hết rồi, xuống dọn ra ăn đi. Từ nay rằm á,
Nếu đi chùa thì nhớ báo tôi cùng đi. Dạ. Chị cùng em đi với. Em đi nữa. Lan, không biết là Lan có xảy ra chuyện gì không nữa. Sao mà Phước thấy Lan lạ lắm. Chị Dung cũng vậy nữa. Lan, Lan có thể nào chia sẻ với Phước không? Dù sao thì chuyện cũng qua rồi. Và Phước có biết trước khi chia tay chị Dung đã nói gì với Lan không? Biết. Biết chết liền á. Chị Dung nói chỉ còn mong cho Lan và Phước được hạnh phúc. Vậy hả Lan? Tiếc là lúc đó Lan đã không nói một lời cảm ơn chị. Chị tự nhiên lúc đó nghĩ không biết rồi Lan và Phước có được như vậy không? Thấy chưa? Đúng là Lan thay đổi nhiều lắm rồi đó. Hồi đó Lan đâu có nói mấy chuyện mà bi quan giống như vậy. Tôi không nói chuyện này nữa. Lan thấy chẳng có gì vui hết. Còn Phước, chuyện thi cử của Phước sao rồi? Phước cũng đang kiếm việc làm nè. Rồi vừa làm vừa học. Sang năm Phước thi tiếp. Phước nè. Hả? Nói thật nha, nghe lời Lan, để về quê đi. Gì? Về quê hả? Không về quê đâu. Sao Phước ngoan cố quá vậy? Thì lần này đã là năm thứ ba rồi, tại sao cứ phải cố làm khổ mình hoài vậy? Thì Lan không biết là Phước còn con đường nào khác đâu. Ủa, tại sao lại không có con đường nào khác? Cả đất nước này, Phước thấy không, đâu phải ai cũng có bằng đại học mới sống được đâu. Đó, thấy không, công tỷ phú Bill Gates đó, đâu cần bằng đại học đâu mà ông cũng trở thành tỷ phú số một thế giới chứ bộ. Nhưng Lan cũng đang đi học đại học mà. Thì hoàn cảnh của Lan khác. Đúng rồi, hoàn cảnh khác. Ý Lan nói là Lan ở trong cái gia đình mà như Lan thì mới học đại học được, còn Phước thì không được, đúng không? Ai nói vậy? Người gì đâu lúc nào cũng cứ... Chứ không phải Lan vừa nói hả? Lan là Lan nói ý khác. Và hiểu như Phước thì cũng chẳng sao á. Ờ thì đúng, nhà Lan có điều kiện hơn. Con người ta sống cũng cần phải có thực tế chứ, cũng phải tùy theo điều kiện cụ thể để mà tính liệu. Mặc cảm thì tự ái thì được cái gì hả Phước? Vậy thôi Phước cứ liều chết mà ôn thi đi, hết năm này đến năm khác. Phước khổ thì không sao, nhưng còn ba má Phước thì sao? Phước có nghĩ đến cơ cực của ba má Phước không? Lan biết không, đã rất nhiều đêm Phước không có ngủ được. Là thằng con trai như Phước này mà Phước đã khóc. Phước khóc nhiều lắm. Phước tội hổ về cái sự ngu dốt của bản thân mình. Tại sao? Tại sao Phước lại kém cỏi như vậy? Phước lại bất tài vô dụng như vậy không biết nữa. Thôi, được rồi, Phước cứ ở lại đi. Để Lan giới thiệu cho Phước một chỗ làm vậy. Thật hả? Lan nói thật hả? Chỗ nào vậy Lan? Chỗ nào vậy Lan? Hả Lan? Từ từ đi, làm mà rối hết lên vậy. Có cái này cho Phước nè. Đó là nhà hàng Hùng Việt. Ông chủ á là một cựu sinh viên khoa mỹ thuật ứng dụng. Bà Lan á cũng đã từng học ở đó rồi, nên được các thầy giới thiệu đến chỗ đó tham khảo. Nhà hàng đó không đơn thuần là một nơi ăn uống, nó thực sự là một không gian mỹ thuật rất đặc sắc, rất hiện đại, cũng mang tính dân tộc nữa. Vậy là Phước gặp may quá rồi. Gặp may quá rồi. Thì Lan cũng tin như vậy á. Chỉ có điều đưa Phước đến xin việc làm ở chỗ đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Rồi Lan cũng sẽ nghĩ cách khác vậy. Như bắt Phước phải làm những việc như bưng bê, dọn dẹp nhà hàng thì
Lan có nói là phước sĩ đâu mà. Nhưng mà Lan còn sĩ gấp mấy lần phước gì đó. Có việc làm thêm là có cái ăn mà. Quá tốt rồi. Việc gì cũng là việc, đúng không? Phước sẽ tiếp tục ôn thi nè. Rồi mai mốt mà Phước có thi đại học á, thì cũng phải làm thêm để có thêm thu nhập, giúp cho gia đình được phần nào, đỡ phần đó. Phước chẳng nề nài gì hết đâu. Lan đừng có lo, tin tưởng ơn Phước nha Lan. Hả? Vậy thì Lan cũng yên tâm rồi. Chà, chà, cái nhà hàng bự thiệt á, đẹp quá trời luôn. Rộng vậy mà sao không có người khách nào hết trơn vậy? Trời đất ơi, 9 giờ mới có khách, chứ giờ này lấy đâu ra khách? Giờ này không ai ăn uống gì đâu. Bà Lan dẫn Phước vô đây á, chỉ là thăm trong ngoài thôi. Chứ giờ đông khách ai mà dám dẫn vô. Thôi, vô đây với Lan đi. Tao tới giờ ăn rồi, nhấn chuông cái, khách tự ào vô phải không? Thôi, nói nhiều quá à, đi theo tôi. Rộng quá em. Chào chú dạ. À. Dạ, chào chú. Ê, 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 ê. Cái anh này. Ê, xin lỗi, xin lỗi. Nè, đang nói gì vậy? Thôi, theo tôi. Ôi, cái gì vậy đi? Trời, ở đây có cầu thủ thú nhúng luôn. Ê, bữa nào mình rảnh, mình vô đây mình nhúng đi. Trời ơi, nhà hàng người ta mở ra để cho con nít nhúng. Ba mẹ con nít vô ăn uống. Chứ anh già rồi, ai cho anh nhúng? Dạ, em chào chị. Cho em hỏi có chúng mình ở đây không ạ? À, cô họa sĩ hả? Lâu rồi không thấy cô qua chơi. À, dạ, dạo này em bận không? À, hai cô cậu cứ vào bàn ngồi đi, để tôi gọi chú Minh ra. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, chào chị. Nè, chắc Lan lại đây nhiều lần lắm rồi đó. Nè, đáng nữa gặp người ta, đừng có nói năng lung tung nghe chứ. Mất công quên một cục á. Thì bắt đầu từ đây giờ, Phước sẽ im miệng liền. Thôi chào chú Chào hai đứa. Hai đứa dạ mới tới hả? Chú vẫn trẻ hả? Việc vẽ là nghề chính của chú mà. Chú vẽ suốt ngày cũng không thấy chán. Còn kinh doanh cái nhà hàng này là nghề phụ thôi. Nhưng mà nghịch lý là nó nuôi nghề chính của mình và nuôi cả nhà chú. Con thấy cái nghề vẽ này nó bạc bẽo như vậy, con còn có quyết chí theo nghề nữa hay không hả? Con học trò nhỏ của tôi. Trời ơi, thầy hỏi chị trời biết trả lời sao bây giờ. Cái gì mà thầy với trò, nghệ thuật không có phân chia theo kiểu đó đâu. Dạ. Còn cậu này, cũng ở trường hả? Con học khoa gì? Đáng lời gì? Vậy Phước được nói được hả? Dạ, con... Dạ không, con... Dạ, con... đây là bạn của con, ở dưới quê lên ôn thi. Hôm nay, con đến gặp chú á, là muốn cầu xin chú giúp đỡ. Cái này phải nói thật nha. Thứ nhất á, là chú không có thời gian. Thứ hai, chú thật sự không có hứng thú trong công việc hướng dẫn hay luyện thi cho học trò. Ngay cả con, hồi trước á, được nhà trường giới thiệu đến để tham khảo về môn nghệ thuật, về trang trí nhà hàng ẩm thực. Chú cũng nói qua ý rồi con cũng tự đi tìm hiểu thôi. Chú cũng chẳng giúp gì được. Dạ, không phải ý đó đâu chú. Vậy thì cần giúp cái gì? Nè, biết tâm chưa vậy? Đã nói rồi là không được thay đổi ý định đâu đó. Làm như người ta là hay lòng đối dạ lắm gì đó. Phước nói một là một, hai là hai. Phước xin đi làm thì Phước phải làm tới nơi tới chốn mà. Lan Lan, đang nói với chú giùm Phước đi. Nghe Lan. Thôi, chú hiểu rồi. Muốn xin làm tiếp viên nam chứ gì? Dạ, 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 dạ không đâu. Con chỉ muốn xin làm phụ du bếp thôi. Chứ không có làm tiếp viên đâu. Con không có tiếp mấy cô mấy bài gì đâu nghe. Con sợ lắm.
Bỏ đây nè. Cảm ơn. Alo, anh Năm hả? Tao nè. Đúng là con Thu đã bỏ việc ở tiệm tóc rồi. Bây giờ nó đang làm việc ở nhà hàng. Còn con Mận á, vẫn đang làm việc ở tiệm tóc. Tụi nó ngủ ở đâu? Dạ, việc này thì em vẫn chưa có rõ lắm. Nhưng mà mày phải biết chắc á, tụi nó ngủ chỗ nào, quy luật đi lại ra sao. Nếu mà tóm khỏi từng đứa một trên đường đi làm về là hay nhất đó. Dạ, em hiểu rồi. Dạ, em chào anh Năm. Thôi chú hiểu rồi. Con cảm ơn chú rất nhiều ạ. Nghệ sĩ mà khách sáo sao. Với lại nhà hàng này cũng đang đăng thông báo tuyển nhân viên kia mà. Thôi Phước về nghỉ đi, ngày mai đến nhận việc nha. Dạ vậy chị lại, chú cho con làm phụ bếp thôi chú, học tập tiếp viên nha chú. Được rồi. Dạ dạ, tụi con cảm ơn chú nhiều lắm. Dạ dạ, con cảm ơn chú ạ. Dạ. Thôi con về nha. Thôi chú không có tiễn đâu nha. Dạ dạ. Dạ chú. Thôi hai đứa về ha. Nè, làm việc ở đây thấy gái đẹp mà cứ trố mắt ra nhìn như vậy á, bị đuổi gì thì đừng có nói nha. Có gì đâu, làm như hâm giỏi vậy. Ừ thì cứ không nghe đi, gặp chuyện gì thì đây không biết đâu à nha. Thôi đi lấy xe đi, nhanh lên. Tối nay Lan sẽ đưa Phước tới phòng trọ của đám con trai ngủ trước, rồi có gì ngày mai Lan sẽ nhờ họ hỏi phòng trọ cho Phước sau nha. Giúp vợ cho Lan quá. Có gì đâu, Phước không phụ lòng Lan là được rồi. Ai mà dám phụ, chết tiền đấy. Tuyến ơi, em thử kiểm tra xem dầu gội và thuốc nhờ mình còn được bao nhiêu. Dạ. Chắc cũng xài được hết tuần đó chị. Làm cái gì á, em cũng phải chú ý đến hiệu quả, không được phung phí và phải tiết kiệm tối đa. Nhất là cái khoản sử dụng điện nước đó, tiền điện nước hàng tháng chị Hạnh Lê phải trả cũng ít đâu. Ủa, chị chủ nói cho chị biết hả? Chị chủ không cần nói, nhưng mà đã làm nghề kinh doanh á, thì mình vẫn có thể tự tính được. Ví dụ như là tiền hàng ngày chúng ta thu được khoảng bao nhiêu, rồi trừ đi các khoản chi phí chi trả cho vật liệu, rồi nhân lên cho một tháng, sau đó trừ đi tiền điện, tiền nước, tiền nhân công, tiền thuế má nhân dân, rồi còn lại ăn áng là bao nhiêu, người làm công như chị em mình vẫn có thể tính được chứ. Vậy theo chị thì tiền mình lợi có nhiều không? Chị cũng không thể biết chắc được, nhưng mà án chừng thì không được bao nhiêu em à. Không được bao nhiêu? Vô lý vậy ta. Mày quên chị Dung từng là giám đốc doanh nghiệp hả? Nè, sao mà đứng đây người ra vậy? Em xin lỗi, dạ em xin lỗi ông chủ. Em xin lỗi ông chủ. Dạ xin lỗi nha. Dạ em xin lỗi. Em xin lỗi. Trời ơi, anh sao vậy? Xin lỗi. Bộ tối qua anh nhậu xỉn hả? Đâu có, làm gì có tiền đâu mà nhậu. Anh á, anh mà đụng em rớt đĩa một cái là coi như lương tháng này anh khỏi lãnh luôn á, biết không? Đúng rồi. Cảm ơn cô nhắc nhở tôi nha. Thank you.
khóa nghề đầu bếp được phải không? Sao muốn học nghề không? Dạ thì con không có dám. Ai làm cái gì mà không dám? Này nhóc, sao lại ngồi đây? Dạ chú, con mệt lắm hả? Dạ không phải chú. Nè, cậu mới vô làm ngày đầu đúng không? Sao, liệu có trụ nổi công việc ở đây không? Dạ được, con sẽ cố gắng mà chú. Ừ, phải có quyết tâm. Nếu mà vượt qua được tuần đầu á, thì mọi chuyện sẽ ổn mà. Dạ, nhất định con sẽ vượt qua. Tốt, à, uống trà nghe. Vậy thôi, để con không để dám đi. Có gì mà không dám? Tao cũng chỉ là người làm công giống như mày thôi. Có gì đâu mà không dám. Uống đi. Ừ. Dạ con mời chú. Uống đi. Chú bố làm việc ở đây lâu chưa chú? Ngay từ những ngày đầu nhà hàng mới khai trương. Dạ, tức là chú bố làm bếp trưởng từ trước đến giờ luôn hả? Không, lúc đầu á thì chú chỉ đến học việc, rồi sau đó làm phụ tá cho đầu bếp Hoành thôi. Rồi sau đó một công ty của Hàn Quốc mời ông về công ty đó làm việc, rồi chú mới thay thế ông làm bếp trưởng ở đây. Thì là chú học đầu bếp ở trường nào vậy chú? Chẳng phải chú đã trả lời rồi sao? Chú học ở đây, sư phụ của chú chính là đầu bếp Hoành. Chú may mắn thiệt. Ủa, chắc chú với sư phụ là đồng hương luôn hả chú? Đâu có, ông Hoành á, ông là người Quế mà. Vậy tại sao hai người lại có duyên như vậy? Phải, đúng là có duyên thật. Chú á, vốn là sinh viên bách khoa, nhưng mà việc học của chú năm nào cũng lẹt đẹt hết. Tới khi nhà hàng này khai trương á, thì có mấy người bạn cùng học với nhau, bà con nhà giàu kéo chú tới đây vài lần. Mà chỉ có hai lần thôi nghe, nhưng mà cuộc đời của chú đã có thay đổi rồi. Quá ra chú cũng từng là sinh viên luôn hả? Bao nhiêu người thèm khát được bước chân vào giảng đường đại học mà sao chú từ bỏ dễ dàng quá vậy chú? Cũng không hẳn là dễ dàng đâu. Lúc đó chú cũng dây dứt lắm chứ. Nhưng đến giờ chú khẳng định sự lựa chọn lúc đó đúng là hoàn toàn chính xác. Như vậy là lần này chắc chắn đạt được mục tiêu rồi phải không? Chị cứ yên tâm, chắc chắn là 100%. Thằng Cò vẫn bám theo tụi nó từng ngày. Chỉ có điều nếu mà tụi tôi tự ra tay thì sợ không trót lọt. Vì vậy mà tụi tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của chị. Tốt lắm. Bên kia thì họ cũng đã cho tôi thêm bồi mới. Nếu lần này trót lọt ấy hả, thì không những tôi không bồi thường như lần trước nữa, tôi còn có thể nhận được hợp đồng béo bở hơn. Còn phần khẩu thì không ít đâu. Cảm ơn chị. Có điều này, mấy lần tôi định hỏi chị mà tôi không dám hỏi. Chuyện gì? Tôi không hiểu gì sao mà chị lại cay cú về cái chuyện phải bắt cho bằng được mấy con nhỏ đó. Tiền mất thì cũng đã mất rồi, không chừng cái số tiền mà chị bỏ ra trước đây nó còn nhiều hơn số tiền mà chị đi tìm hai con nhỏ đó nữa. Vậy thì tìm làm gì? Còn nếu mà nói không có hàng giao cho tụi bên kia thì bây giờ chị cho đi săn mấy con bò khác, có phải là đơn giản và rẻ hơn không? Nói như cậu thì nói làm gì? Cậu có biết là tại sao năm đó tôi phải trả chi phí rất cao cho cậu để cậu đi tìm hàng, mà phải tìm trong giới sinh viên? Vì cái đơn hàng này là một đơn hàng đặc biệt, rất đặc biệt. Khi cậu đưa hai con nhỏ đó về đó hả, tôi đã chụp hình chúng, rồi tôi lập tức tôi chuyển cho kẻ môi giới. Rồi ngay chiều hôm đó, những tấm ảnh kèm theo hồ sơ của tụi nó được kẻ môi giới chuyển về bên kia. Trời đất cười, cậu biết không, bên kia rất hài lòng nên ra lệnh cho môi giới đưa cho tôi phần nửa số tiền. Nhưng tôi vừa lấy được tiền thì tụi nó chuồn mất. Tôi cũng đã nói rõ chuyện đó và xin được thay hàng khác, nhưng mà bọn họ trả lời là không chấp nhận. Thế luật chơi. Nếu tôi không trả đúng hàng cam kết cho họ, có nghĩa là tôi thất tín và sẽ phải bị phạt 3 lần đó cậu.
Từ đây hả, các mối làm ăn của tôi bên kia coi như là tôi sẽ bị mất trắng luôn đó cậu. Đây, dưới này đây. Lát, lát qua đây nè. Lát. Chà chà. Ui. Đâu? Vô đây chơi không bị nhảy hả? Tao không có nhảy đâu. Nhìn cái túi của mày lúa là hiểu không biết nhảy rồi. Học anh nha cưng. Ê, lát. Bye bye. Đi nha. Bye. Đến đi em. Học anh nha. Woo. Cái chú Tư, Thiếm Tư. Vậy là con vẫn chưa thực hiện được lời hứa với chú Thiếm rồi. Chừng nào má con khỏe mạnh trở lại, con lại đi tìm Dung. Con có cảm giác là Dung vẫn bình yên. Chỉ có điều con không biết Dung đang ở đâu thôi. Cầu mong chú Thiếm Tư linh thiêng phù hộ độ trì cho con. Em cứ nghĩ cuộc đời mình đã sang trang. Em cứ nghĩ là mình đã chạy trốn khỏi quá khứ. Anh có biết là những ngày tháng vừa qua em vui sướng và hạnh phúc biết chừng nào không? Vậy mà thoáng chốc tất cả lại tựa như bông bông. Tất cả là tại anh. Anh đã liên lụy đến em. Đúng ra em phải sống bình yên cây bút của mình. Không, anh chưa hiểu đâu. Đã mấy lần em muốn nói hết cho anh biết, không biết có còn cơ hội nữa không. Dù thế nào đi nữa em cũng không thể xa rời anh được. Không thể được. Bây giờ phải làm sao đây? Em đã nói rồi, bất luận có chuyện gì em cũng sẽ ở bên cạnh anh, dù có phải vào tù anh à. Dung, cảm ơn em. Đúng là phép màu đã mang em đến với anh.
Nhưng em không thể suy nghĩ tiêu cực như vậy. Anh tự biết sai sao. Với những chuyện đã xảy ra, cùng lắm anh sẽ trả lại tiền cho khách hàng và chịu mất uy tín trong hoạt động kinh doanh. Chắc chắn là như vậy thôi. Anh sẽ không ngồi tù, và em càng không việc gì phải ngồi tù hết. Anh ơi, anh giờ sao rồi? Anh có biết là em mong tin anh hàng ngày hay không? Huy, em ra đây làm gì? Dạ, hình như là có ai đó đó chị. Ủa, mà chưa ngủ nữa sao? Nhưng mà em nghe là... Chị biết rồi, em cứ vô ngủ trước đi. Thôi, chị để em ra hỏi cho. Lỡ như... Chị đã nói đi ngủ đi mà. Chị đã dặn em mấy lần rồi. Ở cái nhà này, em chỉ cần chăm chú vào chuyện học nghề thôi. Mọi thứ khác á, em không cần phải để mắt tới. Không nhớ sao? Dạ, em nhớ rồi ạ. Có đủ số lượng hàng tôi đặt không? Dạ đủ. Gồm có 89 hồ sơ bằng điểm tiến sĩ, 74 thạc sĩ, 115 cử nhân, đủ dấu các loại trường học trong cả nước, không thiếu cái nào hết. Dạ, thật đấy nha. Cái nào mà phát hiện giả là tôi bắt bồi thường đó. Cô yên tâm đi, tay nghề của tôi làm bằng giả, dấu giả cả mấy chục năm nay rồi, chưa có cái nào bị phát hiện hết. Tôi có thể nhận tất cả số tiền. Đây. Cái này phải chọn là lấy cà rốt nè. Có chạy chú bốn à? Ủa? Lát. Chào bố. Sao? Bộ Tứ nghiên cứu nhà hàng hay sao? Dạ không, còn đến xem để coi ông Tứ này làm việc thế nào thôi. Mặt trời hả? Thôi, nói chuyện đi. Dạ. Thùy. Chị. Ủa, có chuyện gì mà ra đứng ngoài cửa tiệm vậy? Dạ, em có chuyện muốn góp ý chị ạ. Góp ý chuyện gì? Em thấy là căn nhà này vẫn còn lãng phí quá. Ví dụ như trên lầu 1 vẫn bỏ không. Vậy thì tại sao chị không mở rộng thêm kinh doanh, tuyển thêm nhân viên, mở rộng thêm nghề. Ví dụ như là làm đẹp nè, chăm sóc da, làm đẹp cho mọi người, em thấy cũng được ạ. Mở rộng để làm gì? Thì để phát triển kinh doanh. Như vậy thì chị sẽ có thêm lợi nhuận, và mấy chị em làm công cũng thêm được ít nhiều. Như vậy thì mọi người sẽ phấn khởi hơn ạ. Ý của cô là hiện tại tôi trả lương thấp quá, cho nên các cô không có phấn khởi làm việc đúng không? Không, em không có ý đó. Nhưng mà em thấy là làm ăn kinh doanh thì mình phải... Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, sao cô không chịu nhớ vậy? Bổn phận của cô là làm cho thật giỏi công việc của mình đi. Có nghĩa là cô làm tròn trách nhiệm của một người làm công. Còn những chuyện khác á, cô đừng để mắt tới, được không?
Tại sao lại như vậy? Cái tiệm uống tóc này làm sao? Bà chủ Hạnh Lê là người như thế nào? Tại sao kinh doanh mà lại không muốn quảng cáo, không muốn phô trương, làm từ thiện thì lại không muốn lộ diện? Kinh doanh mà lại không hề quan tâm tới lỗ lãi, vậy thì tiền đâu để nuôi nhân viên, vốn đâu để tái đầu tư? Thôi chết rồi, có thể mình tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dừa đây, không chừng là dính vào một vụ làm ăn phi pháp. Phải làm sao bây giờ đây?